Kính chào quý khán giả đến với chương trình Kiến thức Dược thảo và Home Shopping của Leader Sài Gòn TV. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ Morita sẽ trình bày những cái vấn đề liên quan đến tuyến giáp tràng và đặc biệt là bệnh bú cổ. Xin chào bác sĩ Morita, chào Lưu Quý Linh. Chào Nam Khanh, chào cô Lưu Quý Linh, xin kính chào quý khán giả. Xin kính chào quý vị, chào bác sĩ và chào anh Phạm Khanh. Ngày hôm nay chúng ta nói về bíu cổ, nguy cơ bíu cổ và làm sao để chúng ta bảo vệ được sức khỏe. Mời bác sĩ ạ. Dạ vâng, vì biết là cái bíu cổ là cái gì, là cái thyroid. Thường thường cái thyroid nó có nhiều trường hợp lắm. Người ta nói bị bệnh bíu cổ là thyroid disease. Tức là cái thyroid là cái tuyến giáp tràng của tất cả mọi người đó, ai cũng có. Nó giống như con bướm nó nằm bên này ở cái cổ của chúng ta đó. Vì biết là nó có những trường hợp giống như thế là nó có 4 trường hợp xảy ra. Tức là hyperthyroidism, tức là cường giáp. Còn hypo, tức là suy giáp, hypothyroidism. Còn một cái nữa là nó gọi là bị cái bíu thôi, là cái thyroid goiter. Còn một cái nữa là cái thyroid nó bị cancer. Tức là 4 trường hợp khác nhau. Nhưng mà mình làm sao mình biết mình bị cái tuyến giáp tràng nó bị dày. Thì có thể là có những triệu chứng chung cho cái gì. Chúng có thể là mình ngủ không được, rồi mình cảm thấy nó tim đập mạnh quá, rồi hồi hộp, rồi làm cho nhiều khi mình bị dementia, tức là nhiều khi mình nói chuyện nhiều khi nó không có đúng đâu vào đâu hết á, tại nó làm cho cái tuyến giáp tràng mình nó cao quá hoặc là nó thấp low quá, rồi làm cho mình tay mình sáng sớm mình chưa ăn uống gì, mình cầm cái ly cà phê mình thấy run run cái tay của mình á, thì có một trong những cái triệu chứng. Hoặc là cái tay của mình từ cái cùi chỏ ra cái bàn tay của mình nó hơi rần rần như kiến bò. Cái đó là cũng có triệu chứng coi chừng quý vị bị đang bị cái bệnh mà tuyến giáp tràng đó thưa quý vị. Nên mình sao mình biết được, mình phải thử máu, mình thử T3, T4, T7, tức là TSS, tức là với lại mình phải thử mình biết coi mình như thế nào. Có thể là một số người là tại vì mình thiếu cái lượng mà iodine, tức là cái chất iodine đó là cái chất mà muối đó, nên làm cho chúng ta bị cái bệnh này rất là nhiều. Rồi có một số người nữa là abnormal, là tại trong gia đình có những cái người mà cô Lưu Ninh biết là giống như thể là nó bị di truyền đó, cũng có thể làm cho chúng ta bị cái bệnh tuyến giáp tràng nữa. Bệnh này thì mình phải chữa trị, chứ bằng không á nhiều khi mình để nó cũng không có tốt. Hyper mà mình để trong thời gian mình sẽ ốm nhom nhất, mình không có sức là mình làm cái việc gì hết, thở cũng không nổi nữa. Rồi nhiều khi mình bị, tôi nói là nhiều khi mình bị diarrhea nữa, nó đủ hết á, rồi nó làm cho hại cái tuyến yên của mình, nó không có hoạt động, nó truyền cái signal xuống cái thyroid của mình, bằng như cái thyroid nó không có hoạt động. Thì bây giờ biết là mình phải đi thử T3, T4 hoặc là cái TSS, mình mới biết chắc chắn là mình bị cái trạng thái của cái bú cổ mình là loại nào. Trong cái trường hợp nào thì người ta bị giống như là cái đầu óc quên quên nhớ nhớ rồi nói chuyện không ra đâu vào đâu ấy bác sĩ? Là trường hợp hypo hay là hyper ạ? Cái đó là hyper nó cũng bị. Cả hai trường hợp đều bị. Trường hợp đều bị hết. Tại vì có nhiều người đó, người ta bị bíu cổ đó, quên uống thuốc một cái là đến chiều thấy họ khác liền, họ nói chuyện lừng tưng, nhìn thấy khác lắm. Bởi vì người ta nói là hãy người nào mà quên bị cái bệnh bíu cổ mà không uống thuốc, hoặc là quên uống thuốc hoặc là không uống thuốc nó bị cái dementia. Tức là giống như thế mình lơ lửng lửng, nói chuyện không ra đâu không vào đâu, ra đâu hết, không có ăn khớp với nhau. Như vậy trong cả hai trường hợp hyper hypo đều bị những trong cái trạng thái đó nếu mà họ quên uống thuốc. Dạ đúng không? Thế như vậy thì cái thuốc mà thuốc tuyến giáp tràng của bác sĩ đó nó sẽ giúp cho cái tình trạng tinh thần nó được ổn định lại luôn phải không ạ? Dạ thưa đúng, giúp cho thí dụ người nào mà nó balance cái chất iodine trong người của mình. Để cho quý vị đừng có bị hypo, đừng có bị hyper, là giúp cho cái nó balance cái tinh thần của mình nữa. Tức là khi mà quý vị bị trong một trong hai trường hợp đó uống thì tức là không sẽ không bị lên pao, cũng không sẽ bị xuống pao, nó sẽ maintain cái đó nó bình thường. Nhưng mà bên cạnh đó quan trọng nhất là mình nói chuyện người ta phải hiểu mình nói cái gì. Có nhiều người nói mình không hiểu họ nói cái gì hết rồi đứng đó khóc rồi cười ngay lúc đó luôn đó bác sĩ. Dạ đúng cô. Thấy thường thường thì bên Tây y nó hay cho mình uống thuốc, mình uống cái iodine hoặc là mình muốn nó uống cái radioactive iodine. Nó uống vô để chi, để nó balance cái cơ thể của mình. Hoặc là mình bị nặng quá thì nhiều khi nó phải mổ, nó lấy cái surgeon lấy ra. Hoặc là cho uống cái BTU là cái gì, là cái một cái nó gọi là cái methimazole để uống. Nó cũng thay thế cho cái muối đó mà cái iodine. Thưa bác sĩ Lương Mỹ Linh, nhớ ra rồi, có một người bạn mà ngày xưa người ta bị cái bệnh bướu cổ đó bác sĩ. Người ta làm đồ ăn mặn lắm, người ta làm gì cũng mặn hết. Có phải là vì cái lý do họ cần muối đó không mà họ làm đồ ăn mặn không bác sĩ, có đúng không? Cũng có thể, nhưng mà có hai loại muối. Cái muối thường thì nó không giúp được nhiều. Muối mà phải có quý vị ra ngoài chợ mua cái muối biển đó, mà nó đề cái chữ mà phải có cái chữ mà iodine trong đó mới được. Iodine đó thì nó mới giúp được cho quý vị. Còn quý vị mua muối thường uống thì nó không có giúp được.
Hoặc là mình đâu có cần đâu, mình ăn rong biển, tất Dạ. cả phổ tai nào quý vị uống cũng được. Hoặc là một cái là hải Dạ. Dạ. tảo là một cái loại mà nó đen đen ngoài biển, mà mình thấy nó đen đen mà nó giống như cái râu của mình vậy đó. Dạ dạ dạ. Mà cái đó nó cũng giúp nhiều lắm, nó giúp Dạ. cho những quý vị nào mà bị thiếu cái chất muối đó thì nó cũng giúp nữa. Nên thường thường là bệnh nào nó cũng quan trọng hết, nhưng mà cái bệnh mà thyroid này đó, bệnh thyroid disease này nó cũng rất là quan trọng. Tại nhiều khi mình bú hiền thì không sao, mình để cũng không có sao hết, nhưng mà nhiều khi mình phải uống thuốc. Cái bú dữ thì mình đâu có sống được, không anh, Dạ. rất là nguy hiểm. Tại vì bú dữ nó bú bú mặt lenin Dạ. nguy hiểm lắm, tức Dạ. là nó bị bú ung thư đó. Nên có một số trường hợp có những cái loại bú đó mình có thể mình mổ được, còn có những loại bú mình không có thể mổ được, mổ mình cũng chết nữa. Dạ vâng. Nên mình phải làm cái radiation hoặc là làm cái therapy. Dạ vâng. Và thưa quý vị đang xem chương trình Kiến thức Dược Thảo với bác sĩ Morita Lưu Mỹ Linh và Phạm Khanh. Nếu quý vị muốn order những cái loại thuốc của công ty Princess Flyside đặc biệt trong ngày hôm nay, đó là cái thuốc chuyên về tuyến giáp trạng, xin mời quý vị gọi vào số điện thoại đang hiện ra trên màn hình. Và chúng tôi đang có chương trình promotion thật đặc biệt, quý vị mua 6, quý vị sẽ được tặng một, và quý vị sẽ được tặng thêm 6 tấm vé số. Ngoài ra khi quý vị mua 6 hộp thuốc hoặc là chai thuốc, quý vị sẽ được cái chương trình là free shipping miễn phí đến tất cả các tiểu bang Hoa Kỳ. Thành thử ra quý vị nên tận dụng cái chương trình promotion này. Nếu quý vị mua chỉ một hai lọ thì có thể quý vị trả cái tiền chi phí tiền shipping mà lại không được tặng thuốc, và thêm nữa là không có free shipping. Nhắc lại một lần nữa, xin mời quý vị có thể mua theo một cái package là mua 6 tặng được thêm một lọ thuốc nữa và được free shipping khắp các tiểu bang Hoa Kỳ. Xin mời gọi cho chúng tôi theo cái số điện thoại đang hiện ra trên màn hình. Và Lưu Minh cho biết là một lọ thuốc này thì giá là bao nhiêu, cái thuốc tuyến giáp tràng? Thưa quý vị, 69 Mỹ Kim, 69 Mỹ Kim cho một hộp thuốc thì quý vị Dạ. mua 6 hộp quý vị sẽ được tặng một. Câu hỏi của Lưu Nguyễn Linh đặt cho bác sĩ đó là cái thuốc mà tuyến giáp trạng này mình khi mà mình thấy rằng mình cần sử dụng đó, thì mình sử dụng lâu dài cũng được, mình không có lo lắng về cái side effect gì hết phải không ạ? Dạ đúng cơ. Nếu mà mình đi thử mình thấy cái T3, T4 với lại T7 hay là TSH mà nó bị abnormal đó, quý vị có thể uống thời gian dài bao lâu cũng được hết, để cho nó ổn định cái cơ thể của chúng ta, nó balance cơ thể của mình bao lâu cũng được. 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm, mấy năm cũng được luôn. Nếu mà như vậy thì chúng ta càng cần phải mua nhiều hơn nữa. Lý do đó là nếu mà quý vị mua một hộp uống thì chưa chắc chúng ta đã thấy nó có được một cái kết quả khả quan. Vì vậy mà quý vị nên lợi dụng một cái cơ hội như thế này, mua 6 hộp. Quý vị sẽ được tặng một hộp, tức là quý vị đã có một món quà là gần 70 Mỹ Kim đến từ bác sĩ Morita rồi. Bên cạnh đó quý vị sẽ được 6 tấm vé số. Mỗi một tấm vé số khi mà trúng thưởng thì sẽ có giá trị từ 1 cho đến 500 Mỹ Kim. Thưa quý vị, từ 100 cho đến 500 Mỹ Kim. Mà công ty không có phải xổ số một lần trong một năm, mà xổ đến từ 3 cho đến 4 lần trong một năm. Cho nên đây là cái cơ hội rất tốt để chúng ta có điều kiện sử dụng nhiều những cái loại thuốc do bác sĩ Morita đã điều chế. Vì vậy mà quý vị hãy lợi dụng cơ hội này, quý vị mua 6 quý vị được tặng một, và quý vị sẽ được free tiền shipping, tức là gửi hàng miễn phí ở trong Hoa Kỳ, trong vòng nội địa của Hoa Kỳ quý vị sẽ được gửi đến tận nhà miễn phí. Như vậy thì đâu còn lý do gì để mà chúng ta không sử dụng cái điều kiện rất là thuận lợi này phải không ạ? Dạ, vâng, và cái điều quan trọng hơn hết là không chỉ có cái thuốc về tuyến giáp trạng này mua 6 tặng 1, mà tất cả những cái loại thuốc của công ty Princess Lifestyle bây giờ đều hưởng được cái chương trình promotion là mua 6 tặng 1 và free shipping đến các tiểu bang Hoa Kỳ. Gọi ngay cho chúng tôi để order theo cái số điện thoại đang hiện ra trên màn hình của quý vị trong cái chương trình Home Shopping, cũng là chương trình kiến thức dược thảo ngày hôm nay của bác sĩ Morita đến từ công ty Princess Lifestyle. Và Phạm Khanh có một câu hỏi nữa thưa bác sĩ, là cái thuốc này đó là mình uống thì nó có nhiều tác dụng là ngăn ngừa, cũng như là những người mà nếu mà chẳng may bị rồi đó thì nó giúp như thế nào à, thưa bác sĩ? Nó làm cho mình có ba lăng lại cái cơ thể của mình. Thí dụ như lúc trước có gì chưa uống thuốc đi thì thấy mệt mỏi quá, mình đo cái nhịp tim mình lên tới 120, 130. Mà sau khi quý uống thời gian rồi nó trở nên trở lại xuống còn 80, 75, 80, 85 này kia. Nó trở xuống bình thường. Là mình uống thời gian là mình đo, mình check lại cái TSH, tức là T3, T4 là TSH nó ở mức bình thường, thì quý vị biết là nó đã bình thường rồi. Nhưng có thể mình uống 1-2 tháng đầu nó chưa có bình thường, nhưng mà sau đó quý vị tiếp tục uống cho tôi. Hypothyroidism cũng dùng được, mà hyperthyroidism cũng dùng được, hoặc là những người mà bị bú hiền, tức là nó bị cái bú nó gọi là cái thyroid goiter cũng dùng được, cũng uống được. Như vậy thì rất là tiện lợi, thưa quý vị. Gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại đang hiện ra trên màn hình để mà hưởng được cái chương trình mua 6 tặng 1 cũng như là free shipping. Nếu quý vị có những thắc mắc câu hỏi cũng gọi vào số điện thoại đó để mà biết thêm chi tiết về các cái chương trình promotion khác
và chúng tôi nhận credit card cũng như là những cái option khác về vấn đề payment, gọi chúng tôi để hưởng được chương trình này. Cảm ơn bác sĩ Morita đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Lưu Mỹ Linh và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Chúc quý vị luôn luôn sống vui, sống khỏe và sống trường thọ với những sản phẩm do bác sĩ Morita điều chế.